chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Thư viết đừng xong thuyền trôi chớ đổ, trong nhìn sao lơ lửng. Nghĩa là chúng như là cái gì nó cũng dở dở dang dang thì nó sẽ đẹp, đúng vậy. Thành thử ở trong miền Nam có cái câu mà không biết ở ngoài đây thì sao, mà mình lúc mà nhỏ thì mình được nghe nói câu là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau về nhan nhở lắm em ơi. Bởi vì yêu đẹp lắm thì khi mà cưới năm, cưới về năm đầu tiên thì cũng còn mang những gì lãng mạn tình tứ, đi honeymoon dắt nhau đi chơi, có một hai đứa con về đi rồi biết. Nhìn nhau là em ơi trả tiền điện thoại tháng này chưa, em ơi trả tiền điện tháng này chưa, em ơi con đi bác sĩ sao rồi, phải không? Thường á khi mà mới yêu nhau, mới lấy nhau về thì khi gọi điện thoại về là em ơi em ăn gì chưa, em khỏe không, à, em như thế nào rồi. Còn khi có con về là bóc điện thoại lên, câu đầu tiên là con đâu rồi em. Cho nên những bài hát rất lãng mạn, rất là đẹp như thế này thì chúng ta nên tận hưởng những cái giây phút là yêu đương đồng cảm. Để chúng ta ở đời người nó có rất là nhiều giai đoạn, nhưng mà giai đoạn đẹp nhất vẫn là giai đoạn về tình yêu mà giống như là dở dang thì nó có nhiều cái cảm xúc hơn. Cũng như người nhạc sĩ luôn biết là bao nhiêu bài nhạc sĩ sáng tác rồi toàn là những bài nhạc yêu đương thôi, ít có ai hát viết sáng tác về nhạc gia đình hay là vợ con chồng gì đó, đúng không? Chỉ có Mạnh Quỳnh mới dám hát viết sáng tác về vợ tôi thôi. Em vợ tôi chưa sao đâu. Em vợ tôi hả? Bố vợ tôi. Ok, chú Trắng mình ăn rồi phải không? Chưa hả? Ồ chứ mới ăn 5 bà 4 bà đã quên hết rồi không? Ok, mình lại đây thay đổi không khí nha, bài cha nha. Nãy giờ mình bắt đầu là không khí nó chùn xuống rồi đấy. Bây giờ một bài hát của nhạc sĩ Trần Tiền Thanh. Bài hát mà mình cũng đã hát thu âm cũng khá lâu. Tỉnh thoảng đi show thì bên Mỹ mới hát những sản phẩm này, từ bên Mỹ mới có những cái vùng tuyết trắng. Ở Việt Nam chúng ta thì California có tuyết được không? Có không? Cho nên khi bài hát bài này chúng ta tưởng tượng một cái vùng tuyết trắng mênh mông mà nhạc sĩ Trần Thanh đã viết cho những người chiến sĩ phi công, những người mà cái việc cũng đã nghe bài hát rất quen thuộc, nhạc phẩm tuyết trắng nha. Bài hát này có gọi tên, hôm nay có cuộc chiến đâu rồi nè, cuộc chiến đâu đây. Bài hát này có là anh ước sao tình như tuyết trinh. Các bạn còn lắng nghe sau đây nhạc phẩm tuyết trắng của điệu cha cha cha. Bài hát này cái tiết mình đã bị một sáng tác của Mạnh Quỳnh, mà nhạc phẩm này mình mới sáng tác năm rồi thôi. Bài hát là mới toanh thôi các bạn. Bài hát này có rất là nhiều cảm xúc cũng như rất là nhiều ý nghĩa về lẽ sống của con người chúng ta sau những tháng năm thăng trầm vừa qua. Các bạn cùng lắng nghe bài hát mình mang tên Phim Chờ Đợi. Các bạn cùng lắng nghe sau đây. Phim chờ đợi người búa bán đôi trao, bán lương tâm bán lương cả nghĩa tình. Phim chờ đợi người mua tốt quyền cao, kẻ mua riêng mua ai từng để đủ nghĩa anh em đón lo tuổi cơ hàng. Khi có tiền thành trên giết lẫn nhau, phim chờ đợi thành mua chữ lời dân để đêm đêm dù rất lâu chẳng lo. Phim chờ đợi ngày sau hát tình yêu để đêm đêm như trái tim mình vẫn đau. Ngôi đồn thành to giữ dòng sinh thành cũng vì tìm người có bệnh qua. Người giàu sang lắm bên đời xa hoa, kẻ bận hàng ngày lo cô hàng vui. Trời xin phép mỗi người một số phận, hãy bằng lòng đừng phán trách trời nao. Phim chờ đợi nhiều dối trá bà em, phim mênh mông ta là người lãnh đánh. Có gì sống trên vùng trăng hiền, khi đắm chìm thì chẳng có người thân. Phim chờ đợi người nhớ nhé quên, sống yêu thương ta thân bạn bất thù. Ít con người chỉ là quá ô du, hãy hôm nay biết mai mình ra sao. Sống an yên cho nhau một chữ tình, phim chờ đợi hai ba đến hòa mùa. Hãy
cười đau ra ngắm em đời xa hoa kém ngày nọ tôi vui trời sinh ba mỗi người một số phận hãy bằng lòng đừng ngoan cách trời cao nhưng chờ đợi đầy dối trá thật tiếng mây hồng ta là huyền lanh xanh có đôi khi sống chung cùng chắc tiền đi đắm chìm vì không đó cùng toàn vương phiên chờ đợi người nhớ nghe đừng quên sống yêu thương ta thương bạn vẫn thù không biết con người chỉ là quá khứ thấy hôm nay biết mai mình ra sao hãy sống an yên cho nhau một chữ tình phiên chờ đợi ai bán để người mua sống an yên cho nhau một chữ tình phiên chờ đợi ai bán để người mua. À, năm nay thì tháng 4 năm tới là Mạnh Quỳnh bước qua tuổi 53 rồi. Thì sau bao nhiêu gần 30 năm ca hát của Mạnh Quỳnh thì Mạnh Quỳnh sáng tác cũng trên dưới khoảng gần 150 bài hát. Nhưng mà những nhạc phẩm mà Quỳnh sáng tác trước đây thì Mạnh Quỳnh chỉ nghĩ là mình không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp giống như Mạnh Quỳnh là một ca sĩ. Nhưng khi mà sáng tác những bài hát về đạo và đời cũng như về tình yêu thì Mạnh Quỳnh viết bằng cảm xúc thật. Thấy không? Không. Con ôm chú à, con bác chứ là ông luôn hả? Ôi trời ơi, vậy là mình nó kêu mình còn bác à? Chú buồn quá ông chú. Cảm ơn con. Đừng kêu bằng chú nhé. Dạ, cảm ơn. Hoa đẹp quá, lúc chị mang được về Mỹ sẽ tốt với mấy nha. Đẹp không? Ép ạ. Hãy gọi, đừng gọi em bằng thiếu á. Đừng quên thức như đó là những tấm chân tình mà những quý vị đã dành cho Mạnh Quỳnh. Hôm qua thì Mạnh Quỳnh hát tại trung tâm bảo quốc nghe với chú quốc gia đó quý vị, chương trình xuân phát tài thì hát cũng không khí rất là đông, rất là nhiều khán giả nhưng mà không được gần gũi như thế này, cho nên Mạnh Quỳnh đến nay thì quý vị sẽ thấy là khác. Thì thực ra mà hát hôm qua thì sân khấu nó cao quá, rất là nhiều quý khán giả đã ở lại và giữ cho để lên chụp hình với Mạnh Quỳnh, và sau show xong thì chào luôn tất cả khán đài ca sĩ đã rút vào hậu trường để ra về, thì chỉ còn mình Mạnh Quỳnh đứng cho tới thêm 25-30 phút nữa đi tuần nào chụp hình quý vị. Tại vì mình nghĩ rằng đó là tấm chân tình quý vị đã lại tặng đội đường xa xa xôi đến đây thì chỉ để nghe Mạnh Quỳnh hát và muốn có những tấm hình thật lưu niệm, cho nên thường thì sao xuân xong mặc dù có những show Mạnh Quỳnh hát liên tục mấy đêm rất là mệt, và chỉ muốn là khi Mạnh Quỳnh hát xong thì chỉ về khách sạn là thay đồ tắm rửa và ngủ ngay. Nhưng mà mình lúc nào cũng nán lại từ 45 phút, nửa tiếng và thậm chí cả một tiếng đồng hồ để chụp hình cho tới những khán giả cuối cùng. Cho nên đó là một tấm lòng Mạnh Quỳnh dành lại cho quý vị, tại tất cả quý vị đã yêu thương Mạnh Quỳnh và đến với Mạnh Quỳnh. Cho nên Mạnh Quỳnh lúc nào cũng cho các thính giả, những người đã có cho đến nay, cũng như những người đã ủng hộ Mạnh Quỳnh trong suốt hơn một năm qua. Mạnh Quỳnh coi đó là một người ơn, một cái người mà những người cứu mang Mạnh Quỳnh đem lời ca thứ hai để cho đời. Cho nên suốt đời này, thậm chí sau này Mạnh Quỳnh không còn hát được nữa, thì Mạnh Quỳnh sẽ cố gắng làm một điều gì đó về nghệ thuật, để tiếp tục công hiến cho đến khi mà sức mỏi tàn hơi. Thì hiện nay 53 tuổi rồi, cũng vài năm rồi không biết như thế nào. Không biết mỗi lần mà bay như thế này từ ở Mỹ về Mạnh Quỳnh đi đúng 1 ngày 1 đêm mới về tới. Và những năm trước thì Mạnh Quỳnh về rất là sát lúc, ví dụ tối nay khuya nay về là ngày mai đã đi hát rồi. Và Mạnh Quỳnh hát liên tục mỗi ngày luôn, cái thời mà Phi Nhung còn ở với chúng ta thì Phi Nhung như Mạnh Quỳnh đi hát liên tục, không có một nghỉ đêm nào hết. Nhưng mà khoảng chừng 3 năm nay sau đại dịch thì Mạnh Quỳnh nghĩ rằng thì muốn để cho một cái sức khỏe tốt duy trì thì nên nghỉ. Nên quý vị thấy là Mạnh Quỳnh có show hôm qua là ngày hôm qua thì hai hôm trước là Mạnh Quỳnh đã đáp chuyến bay về tới Hà Nội rồi để nghỉ ngơi, và không có mà mình nói ý kiến Mạnh Quỳnh là không có nhận show liên tục nữa, mà nếu mà có thể thì khách một ngày cho mình nghỉ một ngày hoặc là 2 ngày để cho mình duy trì sức khỏe để cống hiến cho quý vị có những cái bài hát, một chương trình mà hát mấy chục bài như thế này để quý vị nghe thật là trọn vẹn. Đó là tiêu chí của Mạnh Quỳnh. Năm nay thì chúng ta đã bước sang năm 2024 rồi, còn khoảng là đến tay thôi, còn ở dưới chúng ta còn đúng một tháng nữa.
bước sang một cái năm khác, năm mới của Tết Âm Lịch chúng ta. Thì mình cũng xin mừng ở đây kính chúc tất cả quý vị khán thính giả có mặt ở đêm nay cùng Gia Quyên có một mùa xuân, một năm Giáp Thìn thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc, thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trở lại với bài hát, Mạnh Quỳnh thích một bài hát của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Mà nhạc phẩm này có một lần Mạnh Quỳnh đã thu âm và trong một lần đi trình diễn và đi quay phim quay MV thì trên đường về thì mình đi ngang những cánh đồng rất là đẹp và có những cái quán nước bên đường, thì dừng chân lại mình mình uống những cái ly nước dừa, những cái bánh hoặc là những cái trái cây rất là ngon. Thì trong cái tâm trạng đó Mạnh Quỳnh đã nghe một bài hát của nhạc sĩ Đài Phương Trang. Hôm nay Mạnh Quỳnh cũng đưa quý vị về trên đường về quê hương, trở về quê, chúng ta cùng nghe bài hát được mang tên Đường Về Ngoại Ô. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Đường về ngoài ô giờ màu xanh bóng dừa, nhà em sóng vắng lờ. Tôi đến cửa quen em lúc dùng chân, qua nghèo nén bên trên. Em là một nụ hoa cứ thoáng thoáng bay xa, từng điều ghé chân qua nhớ ly nước dừa mát lòng. Nhớ đôi môi vừa đỏ hồng và đôi mắt ai che chấm khi tôi nhìn em. Bao năm trôi qua dòng thời gian cách lừa, lòng vẫn mơ một ngày trở về quán xưa tình em. Bao đêm trong mơ tôi luôn nhớ về em, tôi luôn nhớ về em, nỗi nhớ không rời chặt tim em. Tôi về đây tìm em một chiều mưa cuối mùa, dừng chân bên quán năm xưa. Tôi lặng ngồi cô đơn uống cạn ly nước dừa, nỗi buồn nói sao cho. Bây giờ em nơi đâu, nhìn chung quá xa xăm, còn lại nỗi thương đau gió mưa bên ngoài hát ngào. Biết em bây giờ đường nào, mình tôi bước đi trong bóng đêm đêm hoài ô. Bao năm trôi qua dòng thời gian cất chờ, lòng vẫn luôn một ngày trở về quán xưa tình em. Bao đêm trong mơ tôi luôn nhớ về em, tôi luôn nhớ về em, tôi nhớ không rời chân linh. Tôi về đây tìm em một chiều mưa cuối mùa, dừng chân bên quán năm xưa. Tôi lặng ngồi buồn uống cạn ly nước dừa, nỗi buồn nói sao cho. Bây giờ em nơi đâu, nhìn chung quá xa xăm, còn lại nỗi thương đau gió mưa bên ngoài hát ngào. Biết em bây giờ nỗi nào, mình tôi vẫn đi trong bóng đêm đêm ngoài ô. Mình tôi vẫn đi trong bóng đêm đêm ngoài ô.